Ok, và hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Gao Bạc TV. Ok anh em, thì ngày hôm nay mình sẽ đi cùng với cái con bé này, nói chung là bé này cũng khá là dễ thương. Rồi anh này khó quân sự không? Thôi nhảy chuyện cơ khí đấy. Chuyện cơ khí đấy, quản trường, chuyện cơ khí ha. Ông coi đi kia gì hết trơn. Suốt ngày không biết gì hết trơn. Chúng có đông. Đông hả? Đông kệ nó, sợ gì, không sợ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, thật. Tính nhỉ, coi bà tính nhỉ. Ủa em đâu rồi? Anh sẽ đi gần vợ. Ui nó lên nóc xưởng kìa vợ. Không vậy chắc nó lên nóc xưởng hay là? Đâu có. Tiếng súng nè. Vợ bắn hả? Biết ngay mà. Giờ tôi giữ quá. Cái thằng địch nó có làm gì vợ đâu, sao vợ đạp bắn nó. Nhưng mày thì nó đâu có biết nó đâu. Em thấy có được cái tên này, đó. Nó đâu rồi? Nó ngoài này. Có thằng bụi cây. Không phải, ngoài này. Một phát vào đầu luôn. Rồi, ra bà khách rồi. Ghê không, ghê không? Bắn phát vào đầu luôn. Nhảy lên bắn phát vô đầu và thấy là nó phải chết. Lướt đồ này. Vợ ơi. Đọc, giáp ba đọc. Cho ăn hả? Có người xin vào quân đoàn. Ủa sao vợ cho nhiều lắm. Ê, ta đăng cái chuyện này này. Mà không biết là con gái nhắn tin. Con bé hồi nãy anh bảo với em là xin vào quân đoàn ấy. Nó bảo là nó ở thành phố Sài Gòn. À quên, thành phố Hồ Chí Minh. Mà nói chung là AFK đang giới thiệu. Sao ghen hả? Vừa ghen đúng không? Có ghen không? Thầy gọi nhắn tin cho anh có ghen không? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Vừa hết chạy theo anh rồi. Vừa đi đâu ý? Để đi theo anh nào người kia đúng không? Vợ ơi. Vợ chị. Đi đâu rồi hả? Đi chết. Ghen rồi. Trời ơi, người ta chỉ nhắn tin xin vào quân đoàn thôi chứ người ta đâu có làm gì đâu. Cưng vợ không hết chứ. Làm gì mà có gì. Gái nhắn tin kệ nó, không quan tâm. Quan tâm vợ anh hả? Nà, mua xe về chở vợ đi chơi nè. Thôi. Gì ơi. Ghen rồi đó hả? Bớ người ta vợ tư ghen. Cốc đầu quá nghe. Ghen vỡ vẩn. Người ta chỉ xin là quân đoàn thôi mà.
Cho nhắn tin. Ừ? Cái gì tai nhắn tin đó hả? Có thương anh không? Có thương quá chồng. Có chứ. Cho vợ x4 à. Sao lại không thương vợ được? Thương vợ nhất trên đời luôn ý. Thương trên đời. Không thương vợ giờ thương ai bây giờ? Không thương người khác. Anh làm gì có thương ai? Nè, cho nè. X4 nè. Thương vợ không hết luôn ý. Vợ thấy MP40 đâu không? Cái này vừa đổ cho không cần gì vậy? Không, thôi không đổi đâu. T90 vừa bắn không được đâu. Không cho. Anh bắn được khẩu này còn vợ đâu bắn được khẩu này đâu mà đổi. Phải bắn được mới đổi chứ. Nè, tăng giáp nè. Tăng giáp nè. Ôi, giáp. Ôi. Vợ giáp mấy rồi? Nó ôi, mất tay. Ném ra coi. Vợ nó dối. Nít luôn á. Chết đi. Anh tăng giá chống nổ cho vợ nhá. Đấy lại tăng giá chống nổ cho vợ. Thôi. Không được. Thôi. Lì. Còn không thì lại tăng đi. Tăng đi. Đúng rồi. Lý. Không có cưng đâu. Lại đây ôm cái coi. Đứng lại ôm cái coi. Ôm cái. Ôm cái. Không, ôm vợ à. Gì vậy? Đứng dậy, đứng dậy đi, đứng dậy đi, đứng dậy, đó, dậy đó, thấy không? Út thấp hơn vợ. Kệ ta, trai thấp hơn, đâu biết sao ở ngoài đời anh cao hơn vợ được rồi à? nắm luôn đáng yêu ơi. Bởi sao không được ghen lung tung đâu nghe chưa? Nè, có xem. Cái gì vậy? Thấy đâu không? Rồi nói chuyện, anh không có giỏi sấy xe đâu. Đặc biệt là sấy pha mát thì càng không. Nó chạy sang đằng sau nhà lớn đấy rồi. Cái nhà đứng trước mặt mình nè. Vì hai thằng nha, khoan, từ từ. Ui phóng lựu. Bóng keo lên, bóng keo lên. Cái gì á? Nó bị lát hả? Không có lại thấy một cái đàn ông xe. Ủa bà cứu anh chưa vậy? Rồi. Ui chết bị lát rồi. Rồi phải kết nối lại nữa. Chưa, nó đang ở... Thấy hiện bên mình. Thì ra nó đang đứng ở một cái màn hình chưa có vô được. Được rồi, mà có lửa không? Rồi, chạy bon ạ. Trời đạo, thề luôn ý. Chết 7 lần nữa. Chết 7 lần luôn. Cái này là
này cho lên TikTok đi. Ui. Cho lên TikTok rồi đấy. Mất chấp 3 luôn rồi. Trời ơi, vẫn sống. Cái thiết gì mới nhận thông tin. Sao không nói anh nhỉ? Bo này đâu có gắt đâu. À đúng rồi, anh còn kho báu, nhưng mà kho báu ở đâu rồi? Thằng kia nó cũng xin mình. Đi theo anh lấy kho báu nhé, anh phải đi lấy kho báu. Kho báu nằm ở đây. Đây này, đây, chiến thắng đấy. Mình có cái dốc ha. Lấy thắng rồi. Ui, nó ui. Xe, đậu xanh. Được lắm. Mấy thằng này. SKS hả? Cam thính hả? Hấp dẫn đó. Trời ơi, thính của anh ngoài bom mất tiêu. Đừng có công. Trời ơi. Anh không coi. Không có xe đâu, bởi đó mà dưới. Nó ở đâu rồi? Này, nó thấy phong kêu rồi. Gục một rồi, gục một thằng rồi. Bắt nạt tao hả? Có, anh cho này. Lại khác lấy. Vợ ơi, súng ngoài kia là súng gì á? Súng gần ý. Không phải là Tiểu Liên nữa. Nó xài cái quần què gì mà SKS. Trời ơi là trời. Vẫn chưa chết hả trời. Cứ tưởng là chết rồi chứ. Cảm ơn em nha. Mà chi mà đứng chờ tôi lâu quá vậy. Cái này còn nằm 200 mà. Trời cũng bốc nằm 6-7 tuần gì luôn á. Cứu nhiều rồi mệt không? Chinh 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 chung chung chinh 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 chung chung. Lấy băng đạn bao. Nó ở đâu vậy? Nó dễ nữa nè. Trời ơi, chết rồi đó hả? Trời ơi, thằng mới chen mà. Có một thằng đang nói bộ đi. Sao thằng sau gốc cây luôn nè. Ui, đừng đi đường này. Bay giáp luôn rồi. Ơi, anh chạy đường này nhá. Còn hai thằng thôi hả? Nó xoay con kiểu của bọn này. Có cây quá rồi. Nó dựng bom keo cứu rồi. Dựng bom keo á. Gần tới à. Trời ơi. Phóng lựu siêu cao không tới kìa, tiếc ghê á. Ok, thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của Các Bà TV. Nhớ bấm like và subscribe kênh của Các Bà TV nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Trong anh giờ đang nghĩ gì?
anh thì cũng thấy vui. Sao ta chẳng thể nói cho nhau những lời nói chân thành, những lời nói chân thành.